còn gây bon hơn là cái bàn tay mà hơn luôn bàn tay sau. Đấy, tuyệt vời. Cho nên rõ ràng cái này có phải nó thay thế cái bàn tay. Và ta sử dụng cái bàn tay này mà hơ hơ thì tuyệt vời. Đây, tôi ví dụ nữa, người ta bị trong này này u biếu thì bệnh viện nhất định phải mổ, không có cách nào khác, chỉ có mổ may mắn tiêu thoát. Còn trên cái quá trình mà mổ đấy như thế nào, rủi ro thế nào chưa biết, nhưng mà nhất định phải mổ, không có cách nào khác. Ta cần gì đâu, ta vẫn chỗ tiêu u biếu thất thuốc rồi này, 41, 143, 127, 19, 37 và 38 chép trái trước phải sau, mỗi việc tôi bấm 20 lần, 25 lần, không ai cấm cả. U đây phải không này, rồi đây tôi biết nó bên bên phải rồi, thôi hơ đến chỗ nào mà bắt nóng nhất, rõ ràng là nó đính là chân đầu của u đấy, hơ đi hơ lại nhiều hơn, mỗi ngày hơ nhiều lần, mỗi lần hơ một ít phút, ngày làm nhiều lần, rồi cuối cùng cũng suốt ngày là nó. Ở đây hơ không bắt nóng nữa, mà đầu cũng thoải mái, không còn cái gì bớt nữa rồi, yên tâm là xong rồi, điện não đổ đi, CT scan đi, cuối cùng xem sao, hết, ngủ luôn hết. Đấy, tôi sử dụng bên này có gì khác không? Không có cái gì khác cả. Tôi bị tăng máu bầm, các bạn biết rồi, tôi sử dụng một trong cái 8 bộ kia đấy, là tăng máu bầm 156 cộng 7 cộng 50 3 cộng 61 cộng 290 cộng 16 cộng và 37. Tôi bấm 30-40 lần một việc, máu bầm ở đâu đó đây, ở giữa đỉnh đầu tôi hơi này, máu bầm ở phía sau này tôi hơi đây, máu bầm ở bên nửa đầu phía bên trái này tôi hơi, nửa nắm tay bên trái đã nắm lại ở đây. Cho nên tôi xin nhắc lại với các bạn cái đồ số 4, anh chàng ủ ê sầu não trông buồn tôi thuộc trên kia đấy, nhưng mà giá trị to lớn về mặt mà trước bệnh của nó ấy không nào có thể sánh được, mà nó ấy có thể nó đáng giá nghìn vàng vô giá là cái đồ hình đó. Cho nên trông bên ngoài các bạn nhìn không thấy hết ý nghĩa của nó đâu, nhưng mà nhìn vào thực hiện rút ra để mà cuối cùng trị bệnh thì mình thấy cái bản thân nắm lại thẳng trước bắt đầu vô cùng chính hóa. Thế bây giờ cứ nhà cái đầu này, thế cái mặt này thì mình chữa tiếng não thì quy hồ vô cùng mình đấy. Tôi xin từ các bạn nhớ này, bất cứ cái gì mà liên quan đến cái não thì các bạn nhớ này, tuyệt đối an toàn, nó hiệu quả vô cùng cao, không có cách nào có thể so sánh được nữa. Diện trực tiếp đến chỗ đó, mày nói là gì, là linh hoạt, là sáng tạo rồi. Đây nó tuyệt vời. Đây các bạn nhức đầu phải không? Tuy các bạn này viêm xoang nhức nửa đầu bên phải, cơ đây hơ đến đâu nhức giảm đến đấy, đầu nhẹ bớt. Nhức nửa đầu bên trái phải không? Tôi hơ nửa nắm tay phía bên trái, nhức giữa đỉnh đầu phải không, nhức đằng trán phải không, nhức đằng sau óc phải không, nhức chung quanh đầu này. Tôi ví dụ như cái chàng kề trên đại khánh, các bạn nhớ cái chuyện kề trên đại khánh không? Cái chàng là gì, là cái sự ỷ vào cái sức của mình, là cái trí tuệ của mình, là cái tài của mình, dám lên là gì, là nộ khí xung thiên lên náo loạn thiên cung. Phật bà con lâm thấy này láo quá phạt bằng cách là gì, các bạn có nhớ cái chuyện của tôi? Vâng, lấy nón kim cô đội vào đầu anh bình thường đấy, thì cái nón nó giãn ra cho anh thoải mái tha hồ, nhưng mà khi nào anh nghĩ cái chuyện liếu láo nó đấy thì cái nón nó thít lại làm cho đầu anh nhức nhối khó chịu vô cùng, thậm chí mà càng nghĩ liếu láo thì nó thít lại mức độ anh chỉ nằm ngửa ra mà kêu khóc đấy, hai tay hai chân cứ rũ rượi ra mà đầu óc nhăn nhúm. Khi nào anh không nghĩ cái điều xấu nữa thì tự nhiên nó giãn ra. 5 triệu, 500 triệu năm về trước
giá bây giờ, tôi xin lỗi, giá bây giờ mà trên cả thế thiên này nắm được cái phép thần này diện trần điều khiển điều pháp này, tôi xin lỗi thế này thôi. Anh chỉ lấy này cái hơ chung quanh cái bàn tay trái nắm lại đây, tức là gì? Đây là xung quanh đầu, hơ đến đâu giải tỏa đến đấy, thì nó kim cô cứ thế mà. Khốn lỗi là 500 triệu năm chưa có phương pháp này, phương pháp này mới có 1/4 thế kỷ này. Tuyệt vời. Đấy, tôi xin thưa các bạn, tuy để thế này thôi, người ta có sử dụng như nào và chữa liền tất cả bệnh liên quan. Đây là các bạn cứ xem tất cả cái gì bệnh não các bạn sử dụng đây, các bạn nêu tôi bất cứ bệnh gì nó liên quan tới não. Tôi ví dụ người ta bị liệt nửa người, nhũn não. À, tôi bấm cái pháp đồ này, này, tôi bấm 34, tôi bấm 290, tôi bấm 100, tôi bấm 156, bốn cái huyệt này đều là huyệt kép cả. Rồi cuối cùng tôi bấm gì? Tôi bấm 37 và tôi bấm 41. Nó là cái pháp đồ chữa nhũn não rất hay. Tôi làm gì? Tôi hơ hết cả bàn tay nắm này. Cái não được cải thiện rất nhanh. Cái người bị liệt nửa người đó góp phần giải quyết cái việc rất nhanh. Đến nỗi người ta không nói được không ạ? Cái lưỡi nó thụt vào, nó đè vào cái họng, phát âm không được, hoặc là rất khó khăn, hoặc là nói líu, hoặc là nói ngọng, vân vân. Hơ thêm cái này nữa. Rồi đây là cái lưỡi. Tôi hơ từ trong căn mặt, từ cuốn lưỡi lên gần gần đầu lưỡi, rồi hai cạnh lưỡi. Cái này hơ độc lập. Nếu chúng não ta làm một ngày 2 lần, sáng và chiều ta hơ đây, thì cái này có thể làm tới 10 lần, 12 lần được. Riêng cái này để chữa cái lưỡi cho nó nhanh. Khi cái lưỡi nó thon lại rồi, nó kéo dài ra, nó giải phóng cái hầu, thì cuối cùng phát âm nó bình thường. Đây là một cách góp phần vào để giải quyết cái việc mà liệt nửa người cuối cùng không nói được. Tuyệt vời, vẫn là đồng hình. Vừa góp phần giải quyết cái não, vừa góp phần giải quyết cái lưỡi, để mà cho cái lưỡi hoàn toàn được giải phóng và trở lại bình thường trong khi tay chân tập được nhất định. Đây các bạn cứ thể đưa một con bệnh gì liên quan não, tôi xin sử dụng này, hướng dẫn các bạn sử dụng. Tuyệt vời. Để các bạn hoàn toàn chủ động về gặp trường hợp này khác, là trong người này người khác mà chúng ta muốn tha ra giúp họ, các bạn yên tâm cái sử dụng này. Tức là gì? Nó nhiều nguyên nhân. Cái máy tức là gì? Nó có thể một là cái này. Một, do bị liệt cái dây thần kinh. Người ta gọi là liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, làm cho cái cặp môi của họ ấy không kém đi. Một bên nhíp lên cao, một bên xa xuống thấp. Uống nước vào thì nó cứ xa xuống thấp là cứ chảy ra ngoài. Ăn cơm uống nước chảy ra ngoài. Thế này mình nếu mà biết chữa ngay từ đầu đấy, tôi xin lỗi cái phương pháp này quá lắm, một tuần dễ là sao? Thậm chí có người đến đây có 2 ngày, làm 2 lần sau. Nhưng mà để lâu rồi thì nó có, nó phải mất nhiều thời gian hơn. Chỉ có mấy huyệt này thôi. Huyệt gì? Đây, các bạn vì vậy. Đây, tôi bấm thì 39, 19, 137, số 7, đây là 29 bên này, rồi cuối cùng ha, đây số 9 này. Rồi cuối cùng tôi lên 29 và tôi lên số 267. Rồi hơi đây, con mắt người ta không đều đâu, cái con mắt mà bị mà liền đó mà thì nó nắm không khít. Lại vận dụng cái tù hình số 5, các bạn hơ đây, hơ con mắt này, hơ con mắt này mà cuối cùng mắt này đang không khít,
nhắm không khí thì nó cứ xuống dần dần, cuối cùng nhắm vào cái đầu thật chặt đó, đó mắt phải bị bên phải hơn bên trái, bị bên trái hơn bên phải, tuyệt vời, đó mắt phải đó. Thế rồi còn cái gì? Còn bên mình bị liệt nó xa xuống mà, nếu xa xuống bên này, đây các bạn cầm cái này kéo vuốt lên từ cái cơ mép bên này lên tận đầu đỉnh tai đây, cứ tay này mà lăn, mỗi lần lăn vài ba bốn chục cái, ngay lăn nhiều lần để cái cơ nó đưa dần lên, một cho nên một mắt sụp xuống để nó hoàn toàn nắm khít lại như là cái mắt bình thường, và cái này cứ phải đưa lên, hướng dẫn người ta lúc nào rồi cứ thế này mà lăn, cứ thế này mà kéo, cứ thế này mà làm cho cái bên này nó chắc như thế này, thì mỗi ngày một khác, mỗi ngày một khác, cuối cùng nhiều lắm một tuần đấy cười hai mét cân bằng. Nếu mà để chậm nó khó, thậm chí có người bây giờ này, tôi biết là đi đường con người là vẫn còn béo mà như thế, tức là gì, 15, 20 năm rồi vẫn chưa biết được, càng để lâu nó càng cứng, thì mấy đầu nó mềm thao rồi ạ, cho nên phải biết cách. Đấy, tôi xin báo cáo các bạn như vậy. Cho nên chăm để thế này, nó gần nó bình nhất thì mình sử dụng cái này, tuyệt vời. Thế còn cái này, trái gì? Trên trái này là thuộc về não, từ gờ mạnh của xuống tận trung tâm này là thuộc về gì? Thì đây, nửa cái mặt bên này thuộc về tâm thất bại, nửa cái mặt bên này thuộc tâm thất trạng. Ta sử dụng cái mặt này để mà chữa tim, tuyệt vời. Tại sao con người nói, tại sao cái mặt mà đã là thể hiện phản chiếu cái cuộc não rồi lại còn phản chiếu cả cái tim nữa? Đây, các bạn xem. Một đôi thanh niên nam nữ tha thiết với nhau. Các bạn thấy, khi mà mới gặp nhau đi, thì tự nhiên mặt ửng đỏ. Tại sao mặt ửng đỏ đi? Tại sao nó sợ? Nguyên nhân gì? Đây này, cái tim đập nhẹ. Nó làm cho hồn nào máu trào lên, thì tự nhiên cái mặt đỏ lên có cái gì? Cho nên cái mặt này là tấm gương phản chiếu của trái tim. Bình thường là mặt không đỏ, tự nhiên có sự việc gì đó mặt ửng đỏ lên là do cái đường huyết của tim nó không phản như trước nữa, nó đập nhanh hơn, là dòng máu này đưa dội là mạnh hơn và cái mặt ấy nó ửng đỏ là như vậy. Thế thì biết ngay cái mặt này nó phản chiếu cái tim, mà cái tim hoạt động như thế nào thì mặt biến động theo màu sắc như vậy, người ta biết. Cho nên trong mặt mà bạn nhìn ra, nhìn cái mặt thấy rất là thế. Sau một hồi bình tĩnh trở lại bình thường rồi thì cái mặt nó trở lại bình thường nhưng không dội đỏ như trước nữa. Cho nên mà chữa cái tim này, mà sử dụng cái mặt để mà chữa. Nhưng đây, tôi xin báo cáo các bạn, tôi không dùng cái mặt để chữa cái tim. Có lúc dùng chữa, một lúc không cần chữa. Đây, tôi xin lên trường hợp này để xem các bạn là làm thế nào để giúp cái bà lão này khỏi được cái bệnh này. Bà này bị thế này, tuổi 79-80 tuổi. Bị cái bệnh tim thế này là động mạch chủ đóng vô này, cái ruột của cái lòng của bạn, cái chất canxi nó đóng vào, mà càng đóng bao nhiêu thì cái lòng nó càng hẹp bấy nhiêu, mà càng hẹp bao nhiêu thì thở ra hít vào càng khó khăn. Bài đi viện tim mình điện tâm đồ ra phát hiện như vậy. Cho nên hàng ngày là các bác sĩ mà nổi tiếng đấy, và là đi hai chuyên gia về tim và cái viện tim của ta rất là có thể nói là lâu dài, hết năm nọ năm kia rồi mà cuối cùng không đỡ được. Thế mà bác sĩ nói thế này, bây giờ tôi không làm sao mà cho cái vôi đóng một động mạch chủ của bà nó rơi được ra, cũng như là trong bức tường này vôi nó đóng một tường rồi, bây giờ muốn phá ra thì phải lấy vốt đập ra, tường đổ đi thì vôi nó mới rụng ra được. Thế còn vôi đóng một động mạch chủ của bà thì làm thế nào được? Chúng tôi chỉ có thể làm cho nó không phát triển lên, không nặng nề nữa, nhưng mà không thể làm phá được.
nó chữa hết năm nọ kia, mình thấy cái hiệu quả của nó rất thấp luôn, không biết ai gọi bạn gì đến đây. Các bạn biết không, tôi chữa thế có 2 tuần, đột nhiên hít thở nhẹ nhàng, đi lại khỏe khoắn, gần như không có bệnh gì cũ nữa. Điện tâm đồ xem sao, tìm ta nói gì, động mạch chủ của bà không đóng vô nữa, nó rơi rụng đâu mất rồi. Bà mình cũng đưa đến cái điện tâm đồ cho 2 chuyên gia bác sĩ mà vẫn thường giúp mình năm ngọ năm qua đấy, xem tâm sao. Đúng rồi bà, đúng rồi, thế là cái động mạch chủ của bà bây giờ hết luôn rồi. Và thở ra nó nhẹ nhàng, đúng là không quan gì nữa. Thế là gì? Tây chúng tôi thua đồng ý. Hai bác sĩ kết luận được. Nhưng tôi xin nói các bạn, đây gọi đồng ý cũng được, nhưng mà nó có tên gọi của nó. Đây là gì? Đây là việc gì? Cái phương pháp mà các bạn đang nghiên cứu suốt từ hôm qua đến bây giờ là việc gì? Này, tức là nền y học của Việt Nam. Diện trần này là cục về việc gì? Có tên gọi của nó. Chứ không phải là chung, đông y là của chung tất cả các nước, 30 nước tổng quốc tiến là đông của bản đầu thôi. Là như vậy. Cách chữa rất đơn giản, tôi xin đọc lại của các bạn đấy ạ. Rồi xem cách chữa như thế nào. Đây. Đáng ngờ, cách chữa đơn giản như vậy lại đưa kết quả mà thật ra tôi chữa mãi không xong. Đây. Kính gửi cụ thầy Trần Vũ Hải, tôi tên là Nguyễn Hữu Vượng, 78 tuổi, ngụ số 100 trên 49 trên Kiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi bị vô đóng ở động mạch chủ tim. Tôi có chữa 2 bác sĩ ở bệnh tim một thời gian dài. Cả 2 bác sĩ cho biết là vô đóng ở động mạch chủ chỉ có thể chữa cho bệnh không phát triển được thôi, chứ làm sao vôi không được. Ví như bức tường vôi chắc trên tường chỉ có cách lấy búa phá đập ra mới làm tan được, còn vôi đóng ở động mạch chủ làm sao vôi được. Rất may con người quen bách tôi đến cụ thầy, cụ thì chữa tôi một thời gian ngắn, rồi tôi đi siêu âm lại thấy tim kết quả bình thường. Tôi mang kết quả đến bác sĩ coi, bác sĩ lên làm ngạc nhiên hỏi tôi. Tôi nói là có cụ thầy Trần Vũ Thắng chữa cho tôi khi con người khỏe. Tôi đi siêu âm lại xem kết quả ra sao thì được biết kết quả tim bình thường. Tôi mừng quá, vội mang kết quả lại cho bác sĩ coi xem có đúng không. Bác sĩ nói đúng như vậy rồi. Bác sĩ nghe tôi nói ngạc nhiên và nói thế là tên chúng tôi chịu thua đồng ý chuyện này. Tôi không dùng cái này, tôi dùng cái này. Đây các bạn xem, đây. Nếu tay trái chúng tôi nắm lại thì úp xuống thế này, nó thẳng cho cái đầu cái não. Tôi đặt một cái này. Đây là cái trái tim đây. Bác nhìn xem có phải là đồng hình tương tự không ạ? Cứ giống cái trái tim mà heo mà các bà hàng thịt cái vấn đề đặt trên cái bàn bằng inox đấy. Đấy. Này, động mạch chủ. Này, các thanh tim. Này, chóp tim. Tôi dùng cái đồ hình này của trái tim, tôi chữa thấy cái này mà không được dùng cái này. Tôi làm thế nào? Này. Này cứu tôi hơi khóc. Đặc biệt hơn đấy. Tôi cho nó là động mạch chủ, nó phản chiếu cái động mạch chủ ở trong trái tim, là một thứ trò trẻ. Tôi lăn, vừa khỏe cái ngón tay mà đồng thời cứ thế rồi mình xem kết quả thế nào. Thì bà cũng tiếp thực hiện đúng cái lời mà hướng dẫn. Thế thì lăn thế này nó làm rung động, mà cuối cùng cái vôi đắm trong này mềm dần ra, cuối cùng tan. Từ trong ra. Đây là cái gốc mà. Đau rồi. Nếu mình hiện tại yếu thì cũng là như vậy. Các bạn thấy lại.
đồng hình tương tụ mà. Ai biết đâu một thế này một cái cùng chữa là một cái bệnh mà kéo dài hết năm nọ năm kia, mà bác sĩ là chuyên gia viện tim cũng chữa giúp cho bạn lành mạnh một cách rất là thành tâm mà cuối cùng không kết quả. Cái ông ma xóa này làm thế nào? Rất linh hoạt, rất sáng tạo, mà cái hiệu quả cao như thế ta mới trở lại xem thì cái này nó rất đúng. Đây, cũng như ta chưa nặng, mà cái này mình nhìn lại kết quả rồi biết là cái này là đúng. Mình chưa thấy cái này lên ngửa lên, nhưng mà có kết quả rồi ta là đúng. Đây, như vậy. Đây, thế còn thế này, tôi sử dụng cái mặt ở chỗ này, con người bị thần kinh tim. Thần kinh tim tức là gì? Tự nhiên tim nó co rút ruột rồi, mà nếu không biết chữa một cách đúng cách không mà kịp thời có thể gây ruột rồi. Thì có chuyện này, trong vòng có 3 tuần lễ thương được cấp cứu tim lên 4 lần. Đây, tôi xin đọc cho các bạn thấy. Đây. Đây. Tôi xin đọc lại một lần để các bạn xem chữa thế nào đây. Thưa thầy, con bị tim cứng đau tim đột ngột, làm nứt xỉu nhiều lần. Trong vòng 20 ngày, con đã cấp cứu tới 4 lần qua các bệnh viện tim mạch 115 Từ Dũ, Hoàn Mỹ. 4 cái cơ sở này để chữa về tim, tất cả đều chẩn đoán và xét nghiệm giống nhau, con bị thần kinh tim. Đây. Nhưng điều trị không có kết quả khả quan. Qua những biến cố trên, bản thân con và gia đình thật vô cùng lo âu và thất vọng. Bức tường đen tối hãi hùng đã chặn đứng tương lai của gia đình con. Từ đó con tuyệt vọng, chỉ tìm đến nơi cao nhất trên tâm linh của tôn giáo. Con đi lễ Phật, con nguyện cầu Quan Thế Âm Bồ Tát cứu độ cho con. Cũng từ đó con chuyển qua thuốc bạc. Đây cũng là căn nguyên của con được đứng với thầy, người đã kéo con ra khỏi thần chết. Con được mời bạn đưa những cặp thầy chữa trị bằng phương pháp diệm trần. Người con thấy nhẹ nhàng hẳn, hơi thở điều hòa hơn. Con được thầy chữa trị trong vòng mấy phút thôi, giống như con được phép bồng đầu nó. Thưa thầy, một lần nữa con xin ghi lại nơi đây lòng biết ơn vô hạn của con đối với gia đình và của thầy, công sức của thầy rất lớn lao đối với con, vân vân. Thế là cách chữa thế nào? Tôi xin cứu các bạn. Tôi chữa trên mặt. Người ta nói là cái mặt này là cái tim này. Bình thường thế này, các bạn cho mặt tức là cho cái tim không đập lên phải không được. Thì cái người bạn mới hỏi tôi là bây giờ có người bạn như thế, con định đưa chữa. Tôi nói là vui thế này, anh đưa lên đây, tôi sẽ gạch mặt chị ra. Đây nó có hai nghĩa. Nghĩa đen thực sự là gì? Tôi cầm cái này, tôi gạch trên mặt. Khi bị thần kinh tim mà, thì nó đau, nó rất đi, còn có biết gì ở đâu. Khi các bạn nâng cái này nhẹ nhàng cũng không cảm thấy đau, nhưng mà dùng cái này này, tức là đầu càng gọn bao nhiêu, càng nhỏ bao nhiêu thì cái đau của nó lại càng nặng hơn. Đây, tôi cầm cái này, tôi gạch nghĩa đen tức là gì, đến đây tôi gạch cái này làm cho cái tim nó sống lại, mà cái tim nó trở lại bình thường. Tôi cầm cái này suốt cái này, rồi đây mũi đây, rồi má đây, toàn một cái mặt bằng cái này. Ta chỉ gạch cái này một hai một chỗ thôi, mình thấy đó mình bình thường. Đấy, mà ta gạch ta lăn thế này này, cũng có người cảm thấy hơi khó chịu. Mày cầm cái này mà gạch nữa thì đau lắm. Nhưng mà người đang bị liên tư cân tim đau tim thì không thấy đau. Mà hình như gạch vào đấy càng thấy khoan khoái, càng thấy là nhẹ, mà đồng thời cái tim trở lại hoạt động lần này càng tốt hơn. Thì tôi gạch này, đơn nghĩa đen tôi gạch. Gạch tức là gì? Để cho tim nó xuống lại, để cho cái tim nó trở lại hoạt động bình thường. Đó, xong đó rồi tôi lấy này, tôi lấy đồ này. Và cuối cùng tôi bấm ba cái huyệt này. Tôi xin tặng các bạn ba cái huyệt này. Huyệt gì? Số 3 tầng tức là 3 bên trong, số 3 bên ngoài và số 120. Đây nó tạo nên cái tam giác tim ở đây. Cái chỗ này ai cái bị mà ngất xỉu, đau nhói ở tim suốt từ ngực là chạy ra sau lưng, ba cái huyệt là hay lắm. Nào, số 3, nào 37, nào 120. Này,
đúng xong rồi gạch trong cái lòng của cái tam giác đó và lấy cả cứu cơ loáng thoáng đi, tự nhiên tim nhẹ đi, thở cách bình thường, mà cái nhói đau tim suốt đường động chạy ra sau lưng quên thức đó. Ba, ba bảy và 120 nó đây. Số ba này, 37 đây và 120 nó tạo nên cái tam giác. Thế là chỉ bằng bàn tay phải khi ta úp xuống thì nó là cái não, mà khi ta đặt ngửa lên thì nó là cái tim. Chú hai nhé. Thế là qua kinh nghiệm tôi cái này cực kỳ hay. Ít khi ta phải dùng cái này, mà dùng cái này tuyệt đối an toàn, không gây đau đớn gì cả, mà hiệu quả nó cũng rất cao. Đấy. Thế là bằng cái này. Bằng chung bằng cái này. Vâng, vâng, toàn bộ. Đấy các bạn thấy. Cho nên hai cái điều hình là ý nghĩa rất lớn lắm. Góp hầu giữa chữa đấy là hai cái bộ phận quan trọng bậc nhất trong cơ thể chúng ta là tim, là não và tim. Các bạn nắm được cái việc sử dụng đi. Cho nên tôi xin nói lại là cái việc xoa mặt màu trắng quan trọng vô cùng, chính là mình tác động vào cả hai cái bộ phận tim não. Là tim. Cho nên buổi sáng mà các bạn làm thế này chính là giúp cho tim não con đi ra này. Mà mình không biết, chính mình làm hàng ngày cái tác dụng nó góp phần là nó chữa hai cái bộ phận quan trọng nhất là tim não. Massage tim được không? Để là massage tim đó. Đây trên này não và đây là tim. Tim và não. Nào, tôi sang cái bộ tiếp cả. Cái đầu cổ massage này nó vẫn đặc biệt nhé, bây giờ. Rất là mỏng. Bạn vừa chia sẻ thầy nói. Nó khu trú ở một phần ba trên mặt, giữa mặt này, từ mũi đổ lên đến đầu mày, đầu mày đổ xuống đến đầu mũi. Chỗ này là làm cái bộ phận sinh dục của nam. Mà chữa cái sinh dục của nam thì nằm trong một phần ba trên mặt giữa mặt. Còn nữ thì thêm cái môi cái mép này. Suốt cái miệng đổ lên đến gờ mày, và gờ mày đổ xuống đến miệng, tất cả cái bộ phận này phản chiếu bộ phận sinh dục của nữ. Tôi xin sao về cái bộ phận sinh dục của nam. Nếu các bạn nhìn xem, chỉ không có mắt nhìn thôi, ta có thể hình dung được cái chỗ mà chữa sinh dục của nam rồi. Đây, cái mũi này, cái mũi này tức là phản chiếu cái gì? Hai mũi nhìn, phản chiếu cái sinh vật. Đây, dương vật. Đầu mũi là đầu dương vật. Cái chiều dài của mũi là chiều dài của dương vật. Còn đây cái gờ mày và đặc biệt là các cổ mắt này. Vâng, là cái cổ tinh là diệu hoàn. Hay hát đi là túi tinh, túi đựng tinh trùng. Đây người ta vẽ một bên thôi, còn bên này bỏ trống để các bạn biết là đây là con mắt. Không bó vào đấy không thì thấy là nó cả hai bên. Vâng, cả hai bên. Vâng. Cũng bên này thế là bỏ đây ra để thấy là cái con mắt này là phản chiếu cái dịch phản đấy. Bây giờ xin lưu nhất lần này nào, xem là làm bố làm mẹ và ôm một bạn ta chữa cho cái cháu bé như thế nào.
một cháu bé này mới tuổi và khoảng độ lên một.